Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Tiếp tục sẽ là chuyên mục hỏi đáp. Xiaomi 11T 5G giá 3,7 triệu dùng làm máy chính có ok không? Mua điện thoại xách tay up sang RAM quốc tế có được cập nhật OTA? Và liệu có dùng được chiếc Red Magic 9 Pro làm máy chính? Tất cả sẽ trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Mình có bán hàng trên Shopee và cái nick của mình sẽ tên là Mobile City Media Store, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sáo nóng lạnh, bao rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó thì mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa. Mặc định các bạn sẽ được bảo hành vàng 12 tháng tại Mobile City. Những bạn ở xa không thể shop được ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh nhá. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Đến với câu hỏi đầu tiên, Mi 11T 5G giá khoảng 3,7 triệu bản quốc tế, dùng làm máy chính tầm 3-4 năm còn ngon không ạ? Theo quan điểm của mình ý, chiếc Xiaomi 11T là một chiếc máy không quá thiên về khoản gaming nhá. Tại vì chiếc máy này chỉ dùng con chip là Dimensity 1200 mà thôi. Thậm chí nó còn bị bóp hơn so với cả những chiếc máy khác cùng dùng chip này. Trước đây bọn mình cũng từng test game rồi mà. Nhiệt độ của máy thì khá mát nhưng mà đấy, hiệu năng cho ra sẽ không quá mạnh đâu. Hiện tại với chiếc máy này ý, mình thấy các bạn chơi game nhẹ này, game tầm trung đồ họa bình thường thôi, nó sẽ yếu hơn so với cả Snapdragon 865 và nhỉnh hơn Snapdragon 855 cộng một chút. Nhưng mà bù lại những trang bị còn lại của chiếc Xiaomi 11T Pro thì mình thấy khá là toàn diện nhá. Đầu tiên, máy sẽ có kháng nước IP53, dùng yên tâm hơn đúng không nào? Màn hình của máy AMOLED 120Hz, độ sáng 1000 nit. Ok, dùng ngon. Hai loa stereo này, pin của máy trâu 5000 đi kèm với cả sạc 67W. Camera rất ok luôn, 108 chấm cảm biến to. Tất nhiên chất ảnh của Xiaomi thì nó vẫn sẽ bị hơi tối này, hơi ngả vàng nhá. Nhưng mà trong tầm giá thì phần cứng camera của chiếc máy này rất là ok rồi. Và với phiên bản quốc tế bạn chọn thì dùng làm máy chính ok, full tiếng Việt, ít chậm thông báo. Về cái vụ dùng 3-4 năm thì theo mình nhá, chiếc máy này các bạn nên dùng khoảng tầm 3 năm thôi. Tại vì như mình nói, nó sẽ yếu hơn so với cả Snapdragon 865 mà. Tức là sau khoảng 3 năm đi, nó sẽ chỉ nằm giữa Snap 821 với cả 835 thôi. Thì theo mình thấy dùng cơ bản vẫn ổn, chơi game nhẹ nhàng ok. Nhưng mà sang đến năm thứ tư thì nó sẽ xuống đến 810 thì hơi tèo nha. Đến với câu hỏi thứ hai, mình là người đang có dự định mua điện thoại xách tay lần đầu này. Có một điều mình thắc mắc, điện thoại xách tay khi up RAM quốc tế rồi có được hỗ trợ cập nhật phần mềm như máy chính hãng không? Hay mua bản Android nào thì chỉ được xài mỗi bản đó, mong được giải đáp. Ok, một chiếc máy hàng xách tay đi, khi các bạn up sang phiên bản RAM quốc tế thì sau đó khi mà phiên bản quốc tế có phiên bản update ấy thì các bạn sẽ được hỗ trợ update qua OTA như bình thường nhá. Tức là bạn vào trong cái phần setting của máy này, bấm update trên máy luôn. Nhưng mà điểm mạnh của những máy xách tay Trung Quốc ấy, ví dụ như Xiaomi chẳng hạn thì việc up ROM không qua OTA rất là dễ dàng. Đấy. Và khi này thì cái con số phiên bản Android được update ấy sẽ nhiều hơn số 2 nha, thậm chí 3-4 bản luôn. À, nhưng bạn phải lưu ý một chút thôi. Bây giờ trên thị trường thì bắt đầu xuất hiện một cái kiểu khái niệm mới nhá, đó là phiên bản ROM quốc tế mod. Đấy, điển hình như là mấy con Realme bây giờ ấy, Neo 5 này, Neo 5 SE, GT5 thì toàn ROM quốc tế mod thôi. Và khi này các bạn sẽ gặp tình trạng là không update OTA được. Đấy, bởi vì bản chất ROM quốc tế mod thì theo mình thấy nó vẫn chỉ là ROM gốc mà thôi, chẳng qua tinh chỉnh để sao cho dùng giống với cả ROM quốc tế. Nhưng mà khi phiên bản quốc tế có bản cập nhật mới ấy, thì rõ ràng rồi, đây là ROM gốc mà, làm sao mà update OTA được. Bạn lưu ý khoản này nhá. Đến với câu hỏi thứ ba, Red Magic 9 Pro làm máy chính được không anh? Ok, tất nhiên là những bạn chơi game với cả không có tiền mua hai máy này, hay là không thích dùng hai máy ấy, thì rõ ràng dùng chiếc Red Magic 9 Pro làm máy chính ấy vẫn bình thường luôn. Nhưng mà mình sẽ chỉ ra một vài cái nhược điểm khi mà bạn dùng chiếc Red Magic 9 Pro làm máy chính nhá. Thứ nhất này, Red Magic 9 Pro thì up ROM không dễ. Đấy. Và khi mà không up ROM thì máy không có tiếng Việt, bị chậm thông báo, dùng làm máy chính thì phải tùy người nha. Những bạn quan trọng cái vụ thông báo thì xem xét. Tiếp theo, Red Magic 9 Pro là một chiếc gaming phone, vậy nên rõ ràng rồi, máy sẽ to này, dày nặng, thậm chí hơi thô, cầm nó sẽ khá là cứng tay. Những bạn nữ thì chắc không hợp đâu. Và vấn đề thứ ba, cái phần camera trước của chiếc Red Magic 9 Pro thì thực sự rất tệ nha. Bạn hay phải video call với người yêu này, hay là hay phải họp online với công ty ấy, thì thôi, xem xét rất kỹ hộ mình nha. Nhưng mà đấy, mình nói rồi, khi mà bạn thích chơi game và chấp nhận được những cái nhược điểm kể trên ấy, thì Red Magic 9 Pro rất là phê luôn. Hiệu năng thì mạnh nhất thế giới rồi, khỏi bàn nhá. Màn hình siêu phê, loa hay, pin trâu, camera sau thì cũng đủ dùng cơ bản. Rồi, phân tích các bạn thấy sao về câu trả lời của mình, có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới. Link mua các máy trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận game của video. Rồi, xin chào, bye bye.